Vài năm trở lại đây, cụm từ ninja xe tay ga hay là ninja lead ở Việt Nam đã trở thành một cách gọi có phần hài hước xen lẫn ngán ngẩm của không ít người, để chỉ những người đa phần là phụ nữ, trùm áo chống nắng kín người, đeo khẩu trang kín mặt trông như ninja khi tham gia giao thông. Và thông thường thì họ đi xe máy tay ga loại cốp to có thể chứa được cơ số đồ đạc bên trong. Và một điều đặc biệt khiến cho nhiều người cả Tây lẫn ta đều phải cảm thấy phải dè chừng, đó là họ có xu hướng lái xe khá là ẩu. Và lần đầu tiên, tất cả những thói quen, điều thú vị và cả thực trạng liên quan tới đội ngũ hùng hậu có biệt danh là ninja xe tay ga này đã được một nữ nhà văn người Đức miêu tả trọn vẹn qua những trang sách. Xứ sở những cô gái đi xe máy hoặc áo khoác hoa là cái tên khá thú vị mà tác giả Julia Barbara đã đặt cho cuốn sách của mình. Đây là thành quả suốt 3 tuần đi dọc Việt Nam từ Hà Nội xuôi vào thành phố Hồ Chí Minh của Julia, nơi gần như cô đã phải huy động mọi giác quan ở cường độ cao để nhìn, nghe và cảm nhận. Trong đó, hình ảnh những phụ nữ đi xe máy trùm áo chống nắng, khăn, khẩu trang kín mặt đặc trưng ở Việt Nam được cô ví như đội quân cướp nhà băng sặc sỡ. Nhưng những hình ảnh này đối với nhiều người nước ngoài như Julia ban đầu là một cú sốc. Tương tự như khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, họ thường bị sốc nhiệt. Bước ra đường, họ bị sốc giao thông. Tất cả dồn dập đến mức Julia gọi Việt Nam là đất nước của sự hòa tan những mâu thuẫn khó hiểu. Tuy nhiên lâu dần, những hình ảnh hết sức quen thuộc với người Việt lại trở nên đáng yêu và thú vị với những người nước ngoài như cô. Đặc biệt với thái độ của một người bạn đang dành những góp ý chân thành của mình cho một người bạn bằng thứ ngôn ngữ hóm hỉnh và bình dân nhất, chứ không phải là sự xăm soi phê phán. Nhờ thế, một Việt Nam với những nét văn hóa đặc trưng đầy thú vị đã được viết nên qua ngòi bút của nữ tác giả người Đức.